Hello xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với trang của mình. Mình là Tép Đăng, và như mọi người cũng biết, bây giờ là mình sẽ đấu series Nacross tập 2. Ok, bây giờ mình sẽ đấu chung với team, chung với đội của mình. Không biết nó có cho biết Nacross không nữa. Nhường đi, nhường Nacross đi. Rồi, vậy đi. Không cho nó đâu ba, cho nó ăn hành á. AD. Ủa sao tắt công báo này ta? Ghép ba tăng nè, cái này vậy được rồi. Nó quất luôn về ra. Lờ đi trôn nữa, ai lại gặp thánh trôn. Ở dưới là thánh phiết, ở giữa là thánh trôn. Đồ đéo tin được. Ok, bên kia có ma lóc kìa, giờ mới thấy. Bên đội hình bên kia là có ma lóc vô đua AD đi rừng mid Alistar. Ủa vậy ma lóc đi chung với lại Zephyr hả? Thì vô đua đi mình hay sao? Tìm gì mà khó hiểu ở dưới vậy ta? Ở team mình không biết ai đi mid đây. Cứ cho mid. Ủa lộn, cứ cho mid. Hai trận nãy là hai trận tăng. Lộn. Hai trận nãy là một trận 4 AB, một trận 5 tăng. Thua bà nó hai trận luôn. Ok, giờ sẽ đấu tập trung nha. Đặc biệt con Nacross này mình rất thích cái vụ nhảy qua được cái tường á. Đi cho lẹ. Giờ chú ai voi hết trơn á. Vai mới có chút xíu mà mới chút xíu là xá mời các bạn ta rồi. Ơi như thế nào bên kia kìa, chả thấy dấu hiệu. Rồi chắc là nó đang gì ta, đang em bên kia đúng không ta? Đâu rồi. Ôi mày rồi, mày vãi. Nãy giờ lo nhìn đéo biết chuyện gì xảy ra, gọi là ngu người đấy. Tự nhiên tụi nó xuất hiện đâu ra thôi không biết nữa, cũng không lo nhìn map nữa. Đừng kéo nó qua đây, kéo nó qua đây là hay cha ta luôn. Rồi con Violet nó thấy Violet nó rồi. Bạn bè mà. Trời. Đợi để coi thằng má lóc kia nó đánh sao, chắc là test rồi. Test tướng chắc rồi. Chứ giờ chưa có ai bet nào đó. Ủa lộn. Má lóc hả? Đại tướng mới ra vô bé. Ôi không bet được. Ôi trời, vì KS hết hai mạng luôn. Không phải KS mà là không vét được hai mạng. Lộn. Violet nó chết rồi, ăn gồng trước đã. Hy vọng là nó không ra đây. Hít gì. Đang đấu mà cứ lo nói chuyện. Ok bây giờ là ăn được rồi. Nào relax, we can win this. Đó, một câu nói mà truyền thống khi mà chúng ta sắp thua.
nhưng mà nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Ê, con này sẽ sắp hết máu nè. Hy vọng nó mất anh ti. Và cũng chả ăn được mạng nữa. Lên đây vét rồi. À thôi, hết máu bà nó rồi vét gì nữa. Ơi, vô hút máu cái coi. Đó. Hút. Hút hồi lại lên đầy cây liền gì. Ừ đúng rồi. Ừ. Ba hỗ trợ. Ừ, đợi xí. Lên đây mà bị hỗ trợ nữa là bực lắm á. Cái con này đánh sao cái đã. Thấy là này nó không được hả. Ôi giời á. KS. Ôi. Bực thiệt. Sát thủ là phải cần KS. Ê, hình như là nó đang ăn red. Gì? Ừ đúng rồi, nó mạnh quá. Xong rồi phá luôn. Hay. Ôi, sao nhiều máu vậy? Nãy thấy còn có chút xíu mà. Ôi. Cái này ăn cái này chắc luôn. Ủa, tại sao lại thằng này ăn? Tưởng qua lé. Đó là ok rồi. Mà đừng có chết. Đừng có chết nha. Yeah. Hai màn. Lời lời lời. Ủa tưởng Violet nó đi rừng chứ. Tại sao lại David? Tại sao? Là có nghĩa là Violet nó lên đồ rừng để cướp đồng hả? Còn Zephyr lại... Ủa lộn. Lại mang hồ mát. Kỳ nha. Ủa rồi team nó đâu hết rồi. Team nó hết rồi. Ủa lộn team nó đâu hết rồi. Kỳ. Kệ trận này chắc thắng rồi. Ngon lành cành đào. Ơi nó hình ti lắm. Phải vậy chứ thầy. Nãy giờ chỉ có ý. Nãy giờ chỉ có người chết. Đây ta. À thánh fit fit. Đúng rồi. Thánh fit là fit mạng. Fit được một mạng. Rồi ma lóc chơi lại trụ kìa. Kệ. Trời. Nam xanh vãi đầu hàng luôn. Trời trời. Trận đấu nhanh vãi nồi. Được rồi. Series Nagrod đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.